Jennie, Blackpink tiếp tục khiến netizen xỉu cắp xỉu đao khi bất ngờ xuất hiện tại concert Follow của Seventeen. Sự hiện diện của nữ idol nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo fan K-pop, đặc biệt là fan của cả hai nhóm nhạc. Tối 27 tháng 4 vừa qua, Jennie Blackpink đã trở thành tâm điểm chú ý tại concert Follow của Seventeen diễn ra tại sân vận động World Cup Seoul, Hàn Quốc. Sự xuất hiện bất ngờ của nữ ca sĩ đã khiến cộng đồng mạng bùng nổ với những hình ảnh và video ghi lại khoảnh khắc Jennie quẩy tung sân khấu cùng hội bạn thân. Đây không chỉ là minh chứng cho tình bạn thân thiết giữa các nghệ sĩ K-pop Gen 3 mà còn là biểu tượng cho sự gắn kết giữa các nhóm nhạc đình đám bất chấp những khác biệt về công ty chủ quản. Trước thềm concert, Jennie đã có màn tương tác đáng yêu với Woozi, thanh sáng tác tài năng của Seventeen trên mạng xã hội. Cụ thể, cô nàng đã đăng tải lại story của Woozi chúc mừng sản phẩm âm nhạc kết hợp giữa Jennie và Zico, đồng thời không quên nhá hàng về MV chủ đề sắp ra mắt của Seventeen mang tên Maestro. Chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, Jennie đã có mặt tại concert Seventeen và bật mốt fan girl khiến người hâm mộ của cả hai nhóm vô cùng thích thú. Đây không phải là lần đầu tiên Jennie thể hiện sự yêu thích đối với gà nhà HYBE. Trước đó, cô nàng cũng từng hợp tác với Zico, nghệ sĩ trực thuộc HYBE Labels. Sự xuất hiện của Jennie tại concert Seventeen càng khẳng định thêm mối quan hệ thân thiết giữa các nhóm nhạc đình đám Gen 3. Ngoài Jennie, em út Lisa và chị cả Jisoo của Blackpink cũng từng có những tương tác đáng yêu với Minku, Seventeen. Trong khi đó, DK của nhóm Nam Triệu Bản được ví như thành viên thứ 5 của Blackpink vì chăm nhảy cover nhạc nhóm bạn. Concert Follow còn chào đón sự tham gia của các thành viên The Boy, Bang Jaedam, cựu thành viên Treasure và bộ tứ nhà Twice, Nazon, Mina, Jiho, Jeongjeon. Tình bạn của Seventeen và Twice bắt đầu bằng đúng số tuổi debut. Cả hai nhóm đều debut năm 2015 và liên tục trùng ngày comeback trong những năm đầu hoạt động. Do đó, Seventeen và Twice thường xuyên tương tác, thân thiết với nhau. Concert nhóm Nam Triệu Bản như đại hội họp mặt làm fan K-pop Gen 3 cực ấm lòng. Có thể nói, concert Seventeen không chỉ là màn trình diễn âm nhạc ấn tượng mà còn là dịp để các nghệ sĩ Gen 3 cùng nhau giao lưu, chia sẻ và thể hiện tình bạn đẹp đẽ của mình. Đây hứa hẹn sẽ là những kỷ niệm khó quên đối với người hâm mộ và là minh chứng cho sự gắn kết bền chặt của cộng đồng fan K-pop. Ngoài ra, Jennie gây bão khi xuất hiện trong MV Spot cùng Zico. Đây được coi là sự trở lại bùng nổ của Jennie khi ca khúc mang giai điệu bắt tai và liên tục lọt top các bảng xếp hạng tại Hàn Quốc. Nữ ca sĩ cũng gây ấn tượng với nhan sắc lộng lẫy và vóc dáng gợi cảm trong MV. Những khoảnh khắc khoe khéo vòng eo thon gọn của Jennie khiến người hâm mộ không khỏi đứng ngồi không yên. Hình ảnh Jennie năng động nhưng không kém phần quyến rũ trong spot đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ dành lời khen ngợi cho sự kết hợp hoàn hảo giữa Zico và Jennie, đồng thời bày tỏ mong muốn được thấy cả hai cùng biểu diễn ca khúc này trên sân khấu. Trước khi spot ra mắt, Zico và Jennie đã khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên khi chia sẻ những hình ảnh hậu trường thực hiện MV. Nhờ sức hút của cả hai nghệ sĩ, Spot đã đạt được 7 triệu lượt xem trên YouTube chỉ sau 12 giờ ra mắt. Ca khúc cũng đang leo thang nhanh chóng trên các bảng xếp hạng nhạc số uy tín tại Hàn Quốc như Melon, Park, Genie. Spot được đánh giá là sản phẩm âm nhạc solo nổi bật nhất của Jennie sau khi thành lập công ty riêng OA, Art Atelier. Mặc dù không còn hoạt động dưới trướng YG Entertainment, Jennie vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Blackpink và thường xuyên tham gia các hoạt động chung của nhóm. Sự trở lại ấn tượng của Zico với Spot cùng Jennie Blackpink hứa hẹn sẽ tạo nên nhiều bùng nổ trong thời gian tới.